Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Cầu Crimea bị UAV tấn công, Nga-Ukraine tố nhau là thủ phạm. Điện Kremlin tuyên bố Nga ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen. Nga cáo buộc Mỹ, Anh giật dây đằng sau chế độ khủng bố ở Kiev. Lính Ukraine bỏ lại xe tăng phương Tây để đi bộ qua bãi mình của Nga. Đài Russia Today dẫn thông báo từ Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết cầu Crimea, tuyến đường quan trọng nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã bị Ukraine tấn công vào khoảng 3 giờ sáng ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga tố rằng cầu Crimea đã bị phía Ukraine tấn công bằng hai phương tiện không người lái và gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết có hai người thiệt mạng là một cặp vợ chồng sống tại tỉnh này. Một đứa trẻ bị thương là con của họ, hiện đang được chăm sóc đặc biệt. Trước thông báo của phía Nga, một số hãng tin Ukraine có thông tin về vụ tấn công cầu Crimea và gọi đây là một chiến dịch đặc biệt do Cục An ninh Ukraine và lực lượng hải quân Ukraine thực hiện. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn nguồn tin riêng cho biết Cục An ninh Ukraine và Hải quân Ukraine là các lực lượng tổ chức vụ tấn công cầu Crimea bằng phương tiện không người lái. Giám đốc Cục An ninh Ukraine Vasyl Maliuk từng tuyên bố rằng cây cầu là mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Tuy nhiên, về mặt công khai, các quan chức Ukraine phủ nhận rằng nước này đứng sau vụ việc, theo Russia Today. Phát biểu trên truyền hình Ukraine Suspine, người phát ngôn của lực lượng an ninh và quốc phòng miền nam Ukraine, ông Natalia Humeniuk, cho biết vụ việc có thể là một hành động khiêu khích của Nga trước thời điểm gia hạn thỏa thuận ngũ cốc vốn hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7. Ông Humeniuk cho rằng với việc tập hợp các nhóm hải quân Nga trong khu vực này căng thẳng trước thềm gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thì việc gây ra cuộc tấn công ở Crimea là một kiểu giải quyết vấn đề của Nga và chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm. Vụ nổ trên cây cầu diễn ra trong ngày mà Tổng thống Putin phải quyết định có gia hạn hay không một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen. Quân đội Ukraine cho rằng vụ tấn công có thể là một hành động khiêu khích nào đó của chính Nga. Theo thông tin từ hãng TASS ngày 17 tháng 7, Điện Kremlin cho biết Nga đã ngừng tham gia vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen. Thỏa thuận này do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng việc cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine vốn bị chặn bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhiều tháng qua, Nga cho rằng các điều kiện để gia hạn thỏa thuận đã không được đáp ứng. Theo RIA, Nga sẽ sớm ra tuyên bố chính thức về thỏa thuận ngũ cốc này. Ngày 16 tháng 7, chuyến tàu cuối cùng chở ngũ cốc của Ukraine theo thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen đã rời cảng Odessa trước khi thỏa thuận dự kiến hết hạn vào ngày 17 tháng 7. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng quan điểm của Nga về việc ngừng tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc đã được công bố trước khi xảy ra hành động khủng bố gần đây nhất trên cầu Crimea và cuộc tấn công này không ảnh hưởng đến quyết định của Moscow. Trong khuôn khổ sáng kiến, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, trong khi Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và lần gia hạn gần đây nhất có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 và kéo dài trong 2 tháng. Bình luận về vụ tấn công cầu Crimea, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết trên kênh Telegram vào hôm 17 tháng 7 rằng cuộc tấn công vào cầu Crimea do chính quyền Kiev thực hiện. Chế độ này thể hiện bản chất là khủng bố và có tất cả các đặc điểm của một nhóm tội phạm của tổ chức quốc tế. Các quyết định được đưa ra bởi các quan chức chính phủ và quân đội Ukraine với sự tham gia trực tiếp của Mỹ và Anh, cũng như các nhà hoạt động tình báo và các nhân vật chính trị. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã điều hành tổ chức khủng bố đứng sau nhà nước này. Ủy ban điều tra của Nga cũng đã có những động thái cứng rắn đầu tiên sau vụ tấn công cầu Crimea vào rạng sáng ngày 17 tháng 7. Một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công khủng bố đã được mở ra. Theo Ủy ban điều tra Nga, danh tính của các cá nhân và các tổ chức vũ trang đồng lõa trong âm mưu tấn công cầu Crimea đang được làm rõ. Cơ quan này cho biết đang thực hiện tất cả các hành động cần thiết.
Vụ tấn công cầu Crimea nổ ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn diễn ra rất khốc liệt. Tờ Washington Post đưa tin, trong cuộc phản công của mình, các đơn vị Ukraine đã buộc phải bỏ lại xe tăng chiến đấu và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây viện trợ và chấp nhận tiến quân chậm chạp bằng cách đi bộ. Các binh sĩ Ukraine cho biết quá trình chuẩn bị lâu dài cho cuộc phản công cũng đã cho phía Nga thời gian để chuẩn bị phòng thủ. Các khu vực phía trước, các cứ điểm chính của quân Nga đã được rải dày đặc mình chống tăng, mình sát thương và dây điện. Binh sĩ Ukraine thừa nhận những hệ thống phòng thủ này đã thành công trong việc ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Các bãi mình gây ra một vấn đề lớn ở khu vực dọc theo chiến tuyến phía nam Zaporizhia. Nga đã dự đoán Ukraine sẽ tấn công khu vực này nhằm cắt đứt dải đất nối liền với bán đảo Crimea. Các bãi mình đã bộc lộ những điểm yếu của các xe chở quân và xe tăng, đặc biệt là xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức. Những chiếc xe này đã nhận được lời khen ngợi từ binh lính Ukraine. Ngay cả sau khi chúng trúng mình, hầu hết những người bên trong đều sống sót chỉ với những vết thương nhẹ, nhưng chúng không thể một mình chọc thủng hàng phòng thủ của Nga. Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Ukraine cần các máy bay chiến đấu hiện đại như F-16 do Mỹ sản xuất để cải thiện năng lực mặt đất. Giới chức Ukraine cũng yêu cầu phương Tây gửi thêm thiết bị ra phá bom mình, vì Kiev nói rằng họ nhận được ít hơn 15% thiết bị kỹ thuật và ra phá bom mình mà họ đã yêu cầu trước cuộc phản công. Vừa qua, Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin của Ukraine, Stratcom, đã đăng tải một bài tweet có nội dung hệ thống tên lửa HIMARS MLRS Ukraine đã phá hủy bệ phóng S-400 của Nga để đáp trả cuộc tấn công trước đó vào thị trấn Kramatorsk ở tỉnh Donetsk vào ngày 27 tháng 6. Tuyên bố của Stratcom, Ukraine có đoạn: hệ thống HIMARS của Ukraine đã phá hủy thành công tên lửa S-400 của Nga, đồng thời họ nhấn mạnh thêm rằng HIMARS vẫn là vũ khí tấn công rất hiệu quả. Những bức ảnh do Stratcom đăng tải cho thấy một bệ phóng S-400 cháy hoàn toàn. Tổ hợp phòng không này được xem là những thiết bị hiện đại nhất của lực lượng phòng không Nga hiện nay. Các nguồn tin của Ukraine cho biết, vào ngày 27 tháng 6, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào vùng Kramatorsk. Thống đốc khu vực Pavlo Kirilenko thông báo vụ tấn công gây ra nhiều thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đánh giá sơ bộ và nguồn tin tình báo Ukraine cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đất đối không S-300. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát quốc gia Ukraine cho rằng vụ tấn công được tiến hành bởi tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander. Theo thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, ngày 16 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Liên bang Nga bảo lưu quyền sử dụng bom chùm để đáp trả việc Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga hoàn toàn có quyền đáp trả các hành động sử dụng bom chùm chống lại nước này. Trước đó, vào ngày 13 tháng 7, tướng Dolasim, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thông báo lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được bom đạn chùm từ Washington. Liên quan đến việc Mỹ cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố nêu rõ cho quyết định này tiếp tục cho thấy đường lối chống Moscow của Washington nhằm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, theo kênh CNN ngày 13 tháng 7, Chuẩn tướng Tarnovsky nói trong một cuộc phỏng vấn, Chúng tôi chưa sử dụng, nhưng bom chùm có thể thay đổi hoàn toàn chiến trường. Đối phương cũng hiểu rằng, khi có được số bom đạn này thì chúng tôi sẽ có lợi thế. Đối phương sẽ từ bỏ khu vực có địa hình có thể sử dụng bom chùm. Ông Tarnovsky cho biết, lãnh đạo cấp cao Ukraine sẽ quyết định sử dụng bom chùm ở các khu vực nào, nhấn mạnh đây là một vũ khí rất mạnh mẽ. Ông Tarnovsky cho biết, sử dụng bom chùm có các hạn chế khi bị cấm dùng ở các khu vực đông dân cư, ngay cả nếu khu vực đó do Nga kiểm soát. Trước đó, Mỹ tuyên bố họ đã có văn bản đảm bảo từ Ukraine rằng nước này sẽ không sử dụng bom chùm ở những khu vực có dân thường và sẽ theo dõi việc sử dụng bom chùm để thực hiện ra phá bom mình sau này. Mỹ cho biết, quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine là do Ukraine không còn nhiều đạn pháo tiêu chuẩn. Theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, việc cung cấp bom chùm chỉ mang tính tạm thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.